quý vị sau khi chuyển trạng thái bình thường mới từ đêm nay quận Sơn Trà vẫn là điểm nóng dịch bệnh covid-19 tại Đà Nẵng. Riêng trong ngày hôm qua, ngày 4 tháng 12, quận Sơn Trà đã có thêm 18 ca bệnh, nâng tổng số ca mắc covid-19 từ ngày 3 tháng 11 cho đến nay lên 403 ca. Phường Thọ Quang là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 136 trường hợp. Tiếp đến là các phường Đại Hiên Đông, An Hải Bắc. Hiện trên địa bàn quận Sơn Trà có 46 khu vực đang phong tỏa. Ngoài 35 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, thì quận cũng đang tiến hành cách ly tại nhà đối với 773 trường hợp. Hiện nay, quận đang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng xét nghiệm để ngăn chặn dịch lây lan diện rộng.